người Trung Hoa ở cỡ chợ lớn, người ta thuê đi mua hết tất cả, quét về và người ta đốt đi. Cuốn sách ấy sau này chúng tôi khi làm cái cuốn tuyển tập đạo duy nhất, và có cái đó cuốn đầu tiên và gây dư luận như thế, một cuốn sách bị cấm mà bây giờ không có tăm hơi nữa là nó vi phạm vào tôn giáo, cái án cao đài, động đến những vấn đề rất là gai góc. Thế rồi đến cuốn nữa là gì, Việt Nam Tây thuộc sử, và viết được in được một tập cấm ngay. Rồi sau mấy năm nữa mới lại ông cố ra ông lại viết Việt Nam Tây thuộc sử tập 2. Thế thì đấy là những cái cuốn đó nó nói lên cái tâm huyết, cái chí hướng của nhà thơ, cái truyền thống gia đình, cái chỗ đó, và cái đặc điểm nổi bật nhất là thế này, là cái lòng yêu nước thương nòi, cái chỗ đó mới là quan trọng. Cái tâm của Đào Trí Nhất là chỗ đó. Thế cho nên là cái ngày sinh của Đào Trí Nhất là sinh ở Huế, cho nên ông này sinh ở Huế. Thế rồi thì học là ra Hà Nội xong là lại trở vào Huế để học trường Quốc học. Rồi đến khi làm báo thì bắt đầu là làm ở Hà Nội. Nhưng mà sau đó con đường của ông ấy là do Phan Chu Trinh, ông ấy nói là anh phải vào trong này, cho nên vào làm thư ký cho Phan Chu Trinh. Vì Phan Chu Trinh chính là người bạn thân thiết của Đào Minh Phổ. Đấy. Thế thì ông Phan Chu Trinh là khi còn chưa thi hương thì ông ấy là thường